Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh tham dự buổi học môn mỹ thuật lớp 4. Hôm nay, cô rất vui được gặp lại các em trong bài học Đồ gia dụng quen thuộc trong chủ đề Đồ dùng hữu ích. Với bài học này, cô trò chúng ta sẽ học trong 2 tiết. Và trong 2 tiết học này, chúng ta sẽ cùng tạo hình và trang trí đồ gia dụng bằng giấy màu và giấy bìa màu nhé. Đầu tiên, các em hãy chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập như giấy màu, vỏ hộp, giấy báo cũ, kéo, hồ dán, bút chì, màu vẽ và khởi động theo hướng dẫn của thầy cô giáo. Các em thân mến, yêu cầu cần đạt của bài học ngày hôm nay là em nêu được cách biến đổi và kết hợp hình khối tạo sản phẩm mỹ thuật. Em tạo và trang trí được một số đồ gia dụng quen thuộc bằng vật liệu đã qua sử dụng. Em chỉ ra được hình khối cơ bản của biến thể trên sản phẩm mỹ thuật và em chia sẻ được cách giữ gìn, bảo quản đồ gia dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nhằm giúp các em đạt được yêu cầu này, cô trò chúng ta cùng vào hoạt động 1, khám phá đặc điểm hình dáng các đồ gia dụng. Các em hãy quan sát hình bên và cho cô biết tên gọi của các đồ vật. Đồ vật đó dùng để làm gì? Mỗi đồ vật có những bộ phận nào? Hình khối tạo nên đồ vật là những hình gì? Và chất liệu tạo nên mỗi đồ vật là chất liệu gì vậy? Em hãy bấm nút tạm dừng video để suy nghĩ và trả lời những câu hỏi trên nhé. Các em thấy đấy, trong hình bên, hình 1 là một chiếc tủ lạnh sử dụng để bảo quản thức ăn. Hình 2 là một chiếc giỏ để đựng trái cây. Hình 3 là một chiếc cốc nước và một bình đựng nước. Và hình 4 là một chiếc song dùng để nấu ăn. Tủ lạnh thì có các bộ phận như là thân tủ, cánh tủ và tay cầm. Còn giỏ thì có phần thân giỏ, miệng giỏ, đáy giỏ và quai giỏ. Còn cốc nước và bình thì có phần thân, phần miệng và phần đáy. Nhìn chung, các đồ gia dụng đều được tạo nên từ các khối cơ bản như khối cầu, khối chữ nhật và khối trụ. Đồ gia dụng cũng được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như nhựa này, nan tre này, thủy tinh, sắt thép, nhôm, vân vân. Trong hoạt động này, các em hãy ghi nhớ mỗi đồ gia dụng lại có tên gọi, chức năng, bộ phận, hình khối và chất liệu khác nhau. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng để tìm hiểu về các bước tạo hình và trang trí đồ gia dụng nhé. Các em thân mến, quan sát hình, em hãy chỉ ra các bước cắt, dán và trang trí đồ gia dụng từ giấy bìa theo gợi ý dưới đây nào. Để tạo hình và trang trí đồ gia dụng, em cần trải qua 4 bước. Bước 1, em xác định hình, kích thước và cắt giấy để tạo các bộ phận của đồ vật. Bước 2, em gấp và cắt dán giấy đã cắt tạo hình khối của đồ vật. Bước 3, em làm thêm các bộ phận tạo đặc điểm của đồ vật. Và bước 4, em trang trí và hoàn thiện sản phẩm nhé. Tiếp theo, cô mời các em xem video cách tạo hình và trang trí đồ gia dụng để biết được các bước cắt, dán và trang trí đồ gia dụng từ giấy bìa nào. Skip to my loo, 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 skip to my loo, loo, loo.
Sau khi xem video, em hãy suy nghĩ và cho cô biết để tạo hình và trang trí đồ gia dụng cần bao nhiêu bước. Bước nào quyết định hình khối chính của đồ gia dụng? Khi ghép các bộ phận của đồ gia dụng, em cần chú ý điều gì? Và để các bộ phận khớp nhau thì em cần phải chú ý điều gì? Và bây giờ, cô mời các em tham khảo một số sản phẩm mỹ thuật để có thêm ý tưởng làm bài thực hành cho mình nào. Trong hoạt động này, các em hãy ghi nhớ, kết hợp các hình, khối với tỷ lệ phù hợp, có thể tạo được mô hình đồ gia dụng. Và không để các em chờ lâu, cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 3, luyện tập sáng tạo, để cùng nhau làm bài thực hành nhé. Các em thân mến, yêu cầu của bài thực hành ngày hôm nay là em hãy tạo hình và trang trí đồ gia dụng yêu thích của mình. Tưởng tượng, em là nhà thiết kế đồ gia dụng, xác định hình dáng, màu sắc, công dụng của đồ vật sẽ thiết kế. Em sẽ tạo hình và trang trí đồ vật gia dụng nào? Đồ vật đó có những bộ phận nào? Chiều ngang và chiều cao của đồ vật như thế nào? Em sẽ lựa chọn giấy màu hay vật liệu để thực hiện bài tập. Và em sẽ làm bộ phận nào trước? Trước khi các em làm bài thực hành, cô lưu ý các em là em có thể sử dụng các hình khối của vật liệu đã qua sử dụng để tạo sản phẩm nhé. Sau khi làm xong bài thực hành, em hãy trưng bày sản phẩm theo hướng dẫn của thầy cô giáo, tạo gian hàng giới thiệu sản phẩm đồ gia dụng, sắm file người bán hàng để chia sẻ và phân tích về. Tên gọi và chức năng của đồ gia dụng em đã tạo, hình khối, màu sắc và cách trang trí sản phẩm. Em ấn tượng với sản phẩm nào? Sản phẩm đó được tạo ra từ những hình khối và vật liệu gì? Làm thế nào để tạo được những hình khối và vật liệu đó? Em có thể điều chỉnh hình khối hay chi tiết nào để sản phẩm hoàn thiện hơn? Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 5, vận dụng, phát triển, tìm hiểu về giá trị thẩm mỹ của đồ gia dụng trong cuộc sống. Em hãy quan sát hình để nhận biết thêm về vai trò và giá trị thẩm mỹ của đồ gia dụng trong cuộc sống. Quan sát hình bên, em thấy không gian nội thất đó có những đồ gia dụng gì? Em ấn tượng với đồ gia dụng nào trong nhà mình? Em sẽ làm gì để các đồ gia dụng luôn ngăn nắp và sạch đẹp? Các em thấy đấy, sự kết hợp hài hòa của hình khối, màu sắc có thể nâng cao giá trị thẩm mỹ của sản phẩm đồ gia dụng, góp phần làm đẹp thêm cho cuộc sống. Chúng ta cần giữ gìn, bảo quản để phát huy giá trị của đồ gia dụng nhé. Và bây giờ, em hãy bấm like và đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo của cô. Chúc các em ngoan, học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.